với âm nhạc vào năm lớp 7. Cho tới năm lớp 10 là lần đầu tiên mình tiếp xúc với nhạc jazz thông qua một video trên YouTube. Video đó là bài Intromingle Thing được trình bày bởi Duke Ellington và ban nhạc của ông ấy. Mình bị ấn tượng bởi cái cách mà âm nhạc nó vang lên và cách mà thành viên trong ban nhạc ứng tấu trên nhạc cụ của họ. Cũng vì vậy, mình bắt đầu có đam mê muốn theo đuổi cái loại âm nhạc này, nhưng mà do gia đình mình không đủ điều kiện để mình có thể đi học thêm ở ngoài. Thay vì đó, mình thường học qua những cuốn sách, những cuốn giáo trình từ những trường đại học bên nước ngoài. Và thông qua sự chỉ dẫn của anh em, bạn bè, cho nên mình có thể phát triển được nhiều hơn. Jazz nó bắt nguồn từ New Orleans vào những năm cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Thì nó có thể viết về nhiều thứ như là tình yêu, hoặc là trước đây người ta hay viết về vấn nạn phân biệt chủng tộc. Jazz là một âm nhạc mà không có sự ràng buộc, và nó được thể hiện rõ qua cái cách mà các nhạc sĩ họ solo trên các nhạc cụ, và điều đó nó thể hiện được rõ tính cách của từng nghệ sĩ trong đó. Các nghệ sĩ nhạc jazz thường sẽ học theo một cuốn sách. Cuốn sách đó gọi là The Fat Book. Nó lưu trữ lại những tác phẩm bất hủ, ví dụ như là Autumn Leaves hay là Fly Me to the Moon. Nhưng cá nhân mình thì thấy những tác phẩm đó đã được trình diễn đi lại khá là nhiều lần, cho nên mình mới có cái ý tưởng là viết những bài jazz mới theo phong cách standard và lưu trữ nó vào cuốn sách. Mình gọi nó là The New Book, lấy ý tưởng từ cuốn sách cái book đó. Và những bài sáng tác thì mình sáng tác từ mùa xuân năm 2023 thông qua góp ý của bạn bè, thì nó đã hoàn thiện vào đầu năm nay. Không chỉ sáng tác mà mình còn có viết lời cho một số bản nhạc. Và những tác phẩm đó đã được trình bày lần đầu tiên tại một quán jazz club ở Sài Gòn có tên là Cõi. Thì sau buổi diễn đó đã được anh em, bạn bè và gia đình hưởng ứng rất nhiệt tình. Điều đó cho mình thấy mình khá là tự hào về cái sản phẩm của mình. Nó cho mình thấy được là công sức mình bỏ ra nó không hề là lãng phí. Theo mình thì nhạc jazz không đơn giản chỉ là một thể loại nhạc, mà nó còn là một văn hóa, cộng đồng, một ngôn ngữ. Nó là một ngôn ngữ mà có thể ai cũng có thể nói, nhưng không phải ai cũng có thể hiểu. Nhiều người cho rằng jazz chỉ có thể dành cho 15 tuổi để nghe thôi, nhưng mà mình thật sự không đồng tình với quan điểm đó. Bất cứ ai có thể nghe nhạc jazz và thưởng thức nó. Mình mong các bạn trẻ cũng có thể tìm hiểu một chút về nó để có thể học hỏi thêm về những khía cạnh khác về jazz, ví dụ như là về mặt lịch sử hoặc là về văn hóa của nó.